nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't. Ok, thì bây giờ như các bạn thấy ở đây thì đằng sau chiếc hộp thì cũng cho chúng ta biết là phần trăm pin. Mình cũng thử ở đây. Đấy, mình sẽ bấm nút ở đây để mình có thể check được vào thông số phần trăm pin. Hiện tại là ba vạch tương đương với phần trăm pin ở trong chiếc pin này là khoảng từ 40 đến 70%. Các bạn đã thấy. Đây, mình sẽ ấn lại lần nữa. Được. Ok. Trên chiếc pin sạc dự phòng này thì nó có thiết kế bởi hai đầu và đầu Type-C và bốn chiếc đèn như các bạn đã thấy. Đấy, mỗi lần chúng ta ấn nó sẽ kiểm tra pin, nó sẽ ấn nút nguồn đây. Ok, bây giờ mình sẽ test thử cục pin này với những chiếc smartphone xem nó có điểm gì nổi bật. Đây, đầu tiên là mình sẽ sử dụng đến chiếc điện thoại Samsung. Các bạn thấy đây, sạc là siêu nhanh. Nếu chúng ta cắm sạc vào thì nó sẽ hiển thị sạc siêu nhanh. Đây, mình sẽ cắm lại lần nữa cho các bạn thấy. Đó. Cần 1 giờ 6 phút nữa sẽ đầy. Tiếp, nếu như mình sạc hai thiết bị cùng một lúc thì sạc sẽ báo như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn được thấy đây. Đấy, hệ thống báo chỉ là sạc nhanh thôi các bạn nha. Ok, tiếp tục thì bây giờ mình sẽ test thử xem là chiếc pin sạc dự phòng này thì nó có thể sạc được cho iPhone hay không. Như mình đã nói ở phần video thì chiếc pin sạc dự phòng này với thiết kế là hai đầu sạc Type-C, nên khi chúng ta muốn sử dụng với iPhone thì chúng ta phải mua ở ngoài thị trường một chiếc cạp C to Lightning như mình đang cầm trên tay đây. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ test thử. Ok, bây giờ mình sẽ test thử chiếc cáp sạc này với cả chiếc iPhone mình nhá. Đấy. Như các bạn đã thấy ở đây thì khi chúng ta cắm chiếc cáp sạc C2 Lightning này vào chiếc pin sạc dự phòng EPP3400 này thì pin có nhận. Ok, để có thể mua được sản phẩm pin sạc dự phòng EPP3400 này thì các bạn có thể liên hệ đến số hotline và đường link hiển thị ở trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của chúng tôi.